Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Hôm nay em lại lên cho cả nhà mình tiếp một vài cái mẫu đồng hồ ha. Và em vẫn còn đang vài chai sake nha cả nhà. Sake vảy vàng. Thì để cho cả nhà mình trưng Tết ha. Trước tiên là hai cái đồng hồ úp ly thủy tinh. À, hai cái đồng hồ úp ly thủy tinh, chiều cao của nó là chiều cao chuẩn 38cm ha, chân đế là 20cm. Con này nó cũng xoay được cả nhà ha, chỗ điều là em hết cái pin chung của nó rồi, cho nên là chỉ bỏ được con kia thôi. Rồi cái con này cả nhà ha, cả nhà mình kỹ ha, cả hai con thì đều ly thủy tinh. Đợt này em về được giá tốt cả nhà ha, giá tốt. Cái con Citizen này, bên này cũng là Citizen nhưng mà mặt bên này là Senko cả nhà ha, còn bên này là Citizen. Thì cái con Senko thì cái mặt đồng hồ nó to hơn cả nhà ha, cũng như cái bộ hoạt hình của nó đây nè đó. Thì nhìn nó sắc sảo hơn. Thì con này em sẽ bán cho cả nhà mình với giá 2,2 triệu cả nhà ha. Còn cái con bên này ha, cái bên này đó, đợt này em về được giá tốt ha, đợt trước là 2,2 triệu, đợt này 2 triệu cả nhà ha, 2 triệu thôi. Dạ. Yeah. Citizen. Rồi, đó là cái đồng hồ úp ly cả nhà ha, ly thủy tinh cả nhà ha, ly thủy tinh. Đó. Nó xoay được nha cả nhà. Chỉ có điều em hết cái pin của cái bên trung rồi, bên trung. Bên trung của cái bộ xoay. Đó là hai cái đồng hồ úp ly cả nhà ha, hai cái đồng hồ úp ly. Thì em sẽ để nó qua một bên đây. Ở phía sau thì cả nhà mình, hôm trước em có giới thiệu đến cả nhà mình ha, thì em vẫn còn những cái chai rượu sake vảy vàng. Thì chiều cao của nó cũng cao cả nhà ha, 40 á. Đó, chiều cao của nó 40, 1.8 cả nhà ha. Đó. Cái này mà trưng thì quá là đẹp cả nhà, giá rất là rẻ ha. Chai mà cái chai vàng này là 950.000 nè, 1.8 cả nhà ha, vảy vàng. Còn cái chai màu xanh này là 750.000 cả nhà ha. Đó, cũng vảy vàng luôn. Hoặc là rượu mơ cả nhà ha, này, mơ vảy vàng. Đó. 500ml ha. Chai này thì là 350 cả nhà ha, không có hộp. Hai cái chai kia có hộp, rất là đẹp cả nhà ha. Chân rất là tuyệt vời, chân rất là đẹp. Rồi, để bàn cả nhà, để bàn Senko. Con này chiều cao, chiều ngang này nó là 22 nè, chiều cao này là khoảng 28 cả nhà ha. Đó. Đây là đồng hồ Citizen cả nhà. Đó. Kim con này là kim trôi cả nhà ha, kim trôi. Đó, kim rất là đẹp hơn cả nhà ha. Đó. Kim trôi. Kích thước lớn cả nhà ha, 2,7 triệu em bao ship cho cả nhà mình nha, bao ship ha, 2,7 triệu bao ship. Tất cả những cái con này em báo giá thì em đều bao ship cho cả nhà mình cả ha. Đó. Đây là chi tiết của nó cả nhà, bằng nhôm cả nhà ha, nhôm xi. Đó. Rất là đẹp, máy rất là mới, trong này chạy hai máy lớn cả nhà ha, chạy hai tới hai cục pin trung. Đó, một cục cho đồng hồ và một trục có cái bộ phận mà nó xoay cả nhà. Đó. Đồng hồ Citizen màu đen. Đó. Màu đen cả nhà ha, màu đen. Rồi bây giờ em sẽ lên cho cả nhà mình một con màu đỏ cho nó may mắn nè. Đó, đây em lên con này màu đỏ đô cả nhà ha. Con này thì nếu mà so với con này thì kích thước nó 1.9 1.10 ha. Chiều cao của con này cũng 28 cả nhà. Chiều ngang này 20, thì con này là 22 rồi. Dạ. Con này là 22 hay con này 20? Con này thì nhỏ hơn một chút xíu. Nhỏ hơn một cỡ cả nhà ha. Và đẹp hơn. Nhìn con này thì nó còn mới hơn nữa. Con này cũng Citizen ha. Citizen màu đỏ đô cả nhà, màu đỏ đô. Đây, đó, màu đỏ đô cả nhà ha. Chữ số La Mã. Mặt đồng hồ vàng. Đó.
xoay, có một cái bộ phận xoay rất là vui mắt. Đồng hồ rất là mới cả nhà ha, rất là mới. Mới. Đó. Đồng hồ này chạy hai viên viên pin, một cái pin tiểu là cho cái đồng hồ và cái bộ phận xoay thì nó chạy cục pin là pin trung này cả nhà. Con này còn mới hơn con màu đen luôn cả nhà ha, mới hơn con màu đen. Mới hơn con màu đen. Màu đỏ đôi nha cả nhà mình sẽ nếu mà nhìn nhìn là sáng á, thì mình mới thấy được cái màu đỏ đô ha. Đó. Còn em quay cái mặt nó hơi tối thì mình cả nhà mình không thấy được. Rồi. Con này 2,5 triệu cả nhà ha. 2,5 triệu. Rất là đẹp nha cả nhà. Rất đẹp ha. Yeah. Mới. Rất ư là mới. Đó, xoay tứ phía luôn ha. Xoay tứ phía cho cả nhà mình xem. Ở đây nó bị ngược sáng cho nên là mình không thấy cái màu của nó. Rồi cuối cùng em lên cho cả nhà mình tiếp tục ha. Con này cũng là Senco cả nhà. Con này kích thước chiều cao của nó là 40cm ha. Cao 40cm. Đó. Chiều ngang này của nó là 28cm cả nhà. Để em để cái đồng hồ đó ra sau nha. Đó, đây là phía sau của nó cả nhà ha. Phía sau của nó thì ở đây mình có giống như là cái nắp á, có nam châm nó hít cả nhà ha. Đó, mở ra cái nắp này. Đó, nó bằng kim loại nha cả nhà. Thân nó bằng kim loại cả nhà ha. Đó, gắn vào cái nó hít vào cả nhà ha. Đó, ở đây có cái vân nó sần sần rất là đẹp. À, con này quá đẹp cả nhà ha. Vàng ươm luôn. Đó, để hai bên hai chai rượu. Cực kỳ đẹp cả nhà ha. Cả nhà mình có thể focus tập trung vào cái con này được không? Chứ còn để mấy cái chai rượu này làm loãng hết. Đây, đó. Ở trên nó ha, đây là ở trên. Rồi, cả nhà mình thấy cái vân của nó không? Đó. Đây nè, cái vân ha. Rất là đẹp cả nhà ha. Đó, vân rất là đẹp. Ở trong đây thì là nó bóng rồi, nó bóng. Đây là đồng hồ Senco. Đặc biệt là con này chạy máy transistor cả nhà ha. Đó. Máy transistor rất là bền bỉ. Kim của nó hoa văn, đồng hồ thì chữ số La Mã. Cái đồng hồ, mặt đồng hồ này 16cm cả nhà ha. Cái mặt đồng hồ này 16cm, mặt lớn. Ở dưới nó là bốn cái chân. Bốn cái chân, một tấm nhôm. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Và giá thì em cũng để cho cả nhà mình với giá rất là tốt luôn. Nặng ha, rất là tốt cả nhà. Con này em để cho cả nhà mình với giá chỉ có 2,8 triệu thôi. 2,8 triệu cả nhà ha. Đây, máy transistor đây cả nhà này ha. Đó. Transistor đây. Đó, khi mà lắp pin vào thì nó sẽ chạy như thế này. Ở đây mình có cái này là điều chỉnh giờ ở đây nha cả nhà. Đó là dùng để chỉnh giờ ha. Dạ. Yeah. Ở trên là có nút điều chỉnh ha. Điều chỉnh nè. 24 giờ. Cái gì không nhìn rõ. Có cái nút điều chỉnh cả nha. Đây là máy transistor. Em cũng không rành lắm về máy đâu, chỉ biết bán đồng hồ thôi. Bác nào rành thì có thể nghiên cứu thêm giúp em. Đó. Con này cực đẹp cả nhà ha. Giá cực tốt luôn. Để cho cái nhà mình với giá chỉ có 2,8 triệu thôi. Quá đẹp. Tuyệt vời. Giá rẻ quá. Đó thì em lên mấy cái đồng hồ và còn vài cái chai rượu sake cũng như rượu mơ. Bác nào quan tâm có thể liên hệ với em nha.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong các clip khác ạ.